Bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 4 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 114,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 6 có khả năng duy trì cường độ hiện tại trong 12 giờ tới, sau đó có khả năng suy yếu dần. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Do tác động của bão, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9 đến 10, sau tăng lên cấp 11 đến 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét. Khu vực giữa Biển Đông sóng cao 4 đến 6 mét. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài ren cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang làm lễ trước bàn thờ gia tiên ở lễ ăn hỏi chiều ngày 17 tháng 10. Từ 14 giờ, gia đình ông Đỗ Vinh Quang mang chính mâm lễ trên đoàn chính xe xích lô đi từ nhà trai ở phố 2 Bà Trưng sang Hàng Đào, cách nhau khoảng 3 cây mì. Đỗ Mỹ Linh được mẹ dắt từ phòng trai chào họ hàng hai bên. Cô mặc áo dài do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế riêng. Cô dâu chú trẻ thực hiện các nghi thức trước bàn thờ gia tiên. Sau lễ, gia đình nhà trai xin dâu, Đỗ Mỹ Linh ngồi xích lô về nhà chồng. Đỗ Mỹ Linh cho biết sáng nay cô thức dậy từ sớm để trang điểm. Người đẹp từng làm phù dâu cho lễ ăn hỏi của nhiều bạn bè nhưng khi ở chính sự kiện quan trọng của đời mình, cô run và hồi hộp. Dàn phù dâu của cô có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Thùy Dung, Phương Nga, Hoa khôi Thúy Di. Vinh Quang và Mỹ Linh đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở khu vực phố cổ Hà Nội, coi trọng nền nếp, gia phong, văn hóa truyền thống xưa. Họ cho biết đề cao giá trị của gia đình nên chọn đám hỏi cũng diễn ra đơn giản. Cổng nhà và khu vực bàn thờ gia tiên được trang trí nhiều hoa sen trắng. Không khí đám hỏi diện ấm cúng, đúng nghi lễ truyền thống, chỉ có người thân và ít bạn bè dự chung vui. Gia đình Đỗ Mỹ Linh Vinh Quang vốn sống khá gần nhau ở khu vực trung tâm Hà Nội. Hoa hậu cho biết khi cô và bạn trai công khai mối quan hệ cho người thân, bố mẹ nhận ra họ vốn đã quen biết nhau từ trước. Nét tương đồng về truyền thống và văn hóa gia đình là sợi dây giúp hai con ngày càng gắn kết. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Vinh Quang sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10 ở Hà Nội. Nhiều ngày qua, Đỗ Mỹ Linh cho biết cùng gia đình chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ du quy và tiệc cưới. Tuần trước, người đẹp còn bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết một số công việc, nhưng hiện ngưng hết để giữ sức khỏe. Đỗ Mỹ Linh và chồng sắp cưới quen nhau 2 năm thông qua một người bạn. Mối quan hệ được họ giấu kín lúc mới yêu, đến đầu năm nay bắt đầu cởi mở, xuất hiện công khai ở các sự kiện. Hồi tháng 7, Đỗ Mỹ Linh nhận lời cầu hôn của ông Đỗ Vinh Quang do thấy đúng người, đúng thời điểm. Tháng 9, cả hai đi nước ngoài chụp ảnh cưới. Đỗ Mỹ Linh đã chuẩn bị 5 chiếc đầm cưới cho sự kiện quan trọng của cuộc đời. Cả hai quyết định đi đến hôn nhân vì nhận thấy rõ tình yêu là thật lòng, không vì tiền tài, gia thế của nửa kia. Quá trình gắn bó, họ nhận thấy có nhiều sự đồng điệu trong suy nghĩ và hành động. Với cô, vị hôn phu là người sống tình cảm, tâm lý, tạo cho cô cảm giác an toàn, bình yên. Hoa hậu cho biết đã sẵn sàng cho vai trò làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71m, số đo hình thể là 87-61-94cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Nhiều năm qua, cô phát triển bản thân khi làm MC, biên tập viên cho một số chương trình truyền hình. Ông Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Ông từng du học ở Anh, sau đó về hỗ trợ anh trai và bố trong công việc kinh doanh của gia đình. Bình Dương đang cướp tiệm vàng thì gặp công an tuần tra, đang cầm vàng tẩu thoát, kẻ cướp bị lực lượng công an đang tuần tra bắt giữ. Ngày 17 tháng 10, công an thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết công an phường Bình Chuẩn vừa bắt giữ Phạm Quốc Tiến, 57 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, khi người này đang cướp tiệm vàng. Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày một tổ tuần tra của công an phường Bình Chuẩn đang tuần tra trên tuyến đường Lê Thị Trung thì nghe tiếng người dân tri hô cướp, cướp. Lúc này, tên cướp dùng xe máy đang bỏ chạy rất nhanh. Thế vậy, tổ tuần tra đã nhanh chóng truy đuổi. Khi truy đuổi được hơn 2 km, thì lực lượng công an đã áp sát và nhanh chóng khống chế bắt giữ được Tiến. Cơ quan công an thu giữ 8 sợi dây chuyền vàng 18K, mỗi sợi có trọng lượng 5 chỉ, một cây búa là hung khí gây án. Theo một số người dân, khoảng 10 giờ Tiến đi vào tiệm vàng Kim Phát Xuân nằm trên đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, giả vờ mua vàng. Khi thấy chủ tiệm vàng mất cảnh giác,
Tiến bất ngờ dùng búa giấu sẵn trong người đập tủ kính lấy vàng, rồi nhanh chân lên xe máy tẩu thoát. Nguyên nhân gây cháy dữ dội tại nhà hàng Cần Chợ Bến Thành. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây cháy tại nhà hàng Cafe District K là do hàng cắt kim loại. Dù cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến trang thiết bị, vật chất tại cơ sở này bị thiêu rụi. Trưa ngày 17 tháng 10, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07, công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1. Theo cơ quan chức năng, cơ sở này có kết cấu một trệt và một lầu. Do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy nên nhà hàng Cafe District K đã bị đình chỉ hoạt động. Trong quá trình quán sửa chữa thì xảy ra cháy, nhận định nguyên nhân gây cháy là do hàng cắt kim loại. Hiện cơ quan chức năng mời đại diện cơ sở và đơn vị thi công lên trụ sở để phục vụ điều tra. Trong khi đó, thông tin đến phóng viên, đại diện quán District K cũng xác nhận quán đang đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong lúc thi công, công nhân thuê thợ bên ngoài vào hàng, cắt sắt khiến xì hàng văng ra tấm sắt rồi gây cháy, đại diện quán District K cho hay. Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút sáng nay ngày 17 tháng 10, nhiều người đang ở cổng phía Bắc chợ Bến Thành phát hiện khói bốc lên từ quán District K, số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1. Vụ việc nhanh chóng được thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy từ quận 1, quận 3 và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, BC07 với 12 xe chữa cháy cùng 83 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, đám cháy với diện tích 300m² trên 800m² của cơ sở đã thiêu rụi nhiều tài sản. Thiệt hại từ vụ cháy vẫn đang được thống kê. Tìm thấy thêm thi thể một công nhân trong vụ sạt lở làm 4 người chết, mất tích tại Bình Thuận. Thi thể công nhân xấu số nổi lên từ một hồ nước cách vị trí sạt lở khá xa, được phát hiện lúc 6 giờ 50 sáng nay ngày 17 tháng 10. Khoảng 6 giờ 50 phút sáng nay ngày 17 tháng 10, thông tin từ hiện trường tìm kiếm 3 công nhân bị cát vùi lấp tại mỏ Titan Nam Suối Dung, Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết đã phát hiện thi thể một công nhân nổi lên tại một hồ nước cách vị trí sạt lở khá xa. Nhiều khả năng khi núi cát từ độ cao 20m ập xuống cùng với nước đã đẩy nạn nhân đi xa. Các cơ quan chức năng chuẩn bị đưa thi thể công nhân này về Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận để giám định pháp y tử thi và xác định danh tính. Như vậy, sau gần 2 ngày sập mỏ Titan, đã có 2 nạn nhân được tìm thấy, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai đào bới, tìm kiếm trên diện rộng để tìm 2 công nhân còn lại. Riêng thi thể công nhân Bùi Quang Trình, 36 tuổi, trú Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Như pháp luật online đã đưa, chiều ngày 15 tháng 10, 5 công nhân đang làm việc tại công trường khai thác khoáng sản Titan, mỏ Nam Suối Dung của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường, Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thì bị sạt lở từ độ cao 20m xuống vùi lấp 4 người. Tổ trưởng tổ khai thác Phan Văn Hưng, ngụ Nghệ An là người duy nhất chạy thoát được ra ngoài khu vực sạt lở. Công ty đã huy động nhân lực, máy móc hiện có đào bới, tìm kiếm và đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì tìm được thi thể công nhân. Bùi Quang Trình cách vị trí đặt máy bơm khoảng 30m ở độ sâu 1m. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn. Công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở vẫn đang khẩn trương thực hiện. Thông điệp quan trọng từ phát biểu chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo nước này cần phải tích cực chống tham nhũng và không được ngừng lại dù chỉ một phút. Tờ China Daily sáng nay, ngày 17 tháng 10 đã trích dẫn một số đoạn trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc NCCCB lần thứ 20 của ông Tập Cận Bình về cuộc chiến chống nạn tham nhũng ở quốc gia tỷ dân này. Chúng ta đã phát động một cuộc chiến chống tham nhũng ở quy mô chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc, được thúc đẩy bởi ý chí mạnh mẽ về sứ mệnh. Chúng ta đã quyết tâm thà xử lý hàng nghìn quan tham còn hơn để 1,4 tỷ dân thất vọng, cũng như xóa bỏ những tệ nạn tồn tại trong đảng. Theo tôi, nạn tham nhũng là căn bệnh ung thư đối với sinh khí và khả năng của đảng, ông Tập phát biểu. Chừng nào nạn tham nhũng còn tồn tại, thì chúng ta vẫn phải tích cực chống lại và không được ngừng lại, dù chỉ một phút. Trong cuộc chiến này, ông Tập nói thêm, các chuyên gia giấu tên làm việc tại Viện Khoa học Chính trị thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định rằng, những thông điệp mạnh mẽ trong bài phát biểu của ông Tập chứng tỏ việc chính quyền nước này sẽ tiếp tục mạnh tay trong cuộc chiến chống nạn tham nhũng trong tương lai. Đây là phản ứng đanh thép dành cho những ai nghĩ rằng công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc đang chững lại. Khi chúng ta, Trung Quốc, đã đạt được nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực này, đây là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không ngừng hay chậm lại, vì chuyên gia giấu tên cho hay. Theo China Daily, quan chức tôn nghiệp lễ thuộc Bộ Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cuộc họp được tổ chức hôm ngày 15 tháng 10 cho biết, cơ quan an ninh nước này đã phát hiện hơn 4,52 triệu vụ tham nhũng kể từ NCCCB lần thứ 18 tới tháng 6 năm nay, và có tới 4,44 triệu quan chức các cấp bị xử lý vì có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền để kiếm lợi. Một chuyên gia chính trị giấu tên cho rằng, những tuyên bố mạnh mẽ về việc tự đổi mới và hoàn thiện đảng trong bài phát biểu hôm ngày 16 tháng 10 của ông Tập cho thấy việc chống tham nhũng là điều cần thiết cho sự phát triển chính trị của Trung Quốc. Việc chống tham nhũng đảm bảo rằng đảng sẽ không mất đi bản chất và sự ủng hộ của người dân.
cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay sẽ không chỉ truy tìm các quan tham mà còn cải thiện đảng và đất nước. Những điều này được khẳng định khi quan chức Tôn Nghiệp lễ hôm ngày 15 tháng 10 nói rằng Trung Quốc sắp tới sẽ tập trung vào những lĩnh vực quan trọng và thực hiện mạnh diệt đã hủ, diệt trùi, sân cáo nhằm giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, vị chuyên gia nói. Quảng Trị, sạt lở trong đêm gây sập nhà khiến một người dân tử vong. Khoảng 22 giờ 30 phút đêm qua ngày 16 tháng 10, bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị, sạt lở trong đêm khiến nhiều nhà dân bên sông đổ sập, một người dân bị vùi lấp tử vong. Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 tại tỉnh Quảng Trị, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị xảy ra sạt lở nghiêm trọng làm một ngôi nhà ven sông bị đổ sập hoàn toàn, hai nhà khác ở kế bên bị hư hỏng một phần. Vụ việc còn khiến ông L, sinh năm 1977, trú thôn Như Lệ, bị vùi lấp vì không kịp thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, trong đêm ngày 16 tháng 10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng, người dân địa phương tiến hành tìm kiếm người mất tích. Đến 5 giờ sáng ngày 17 tháng 10, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông L dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, phải đến 6 giờ cùng ngày, các lực lượng mới đưa được thi thể ông L ra ngoài. Theo một số người dân, tại thời điểm trên đã xảy ra hai tiếng động lớn, kéo theo ngôi nhà của ông L đổ sập xuống sông. Được biết, đây là vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Thành Long, chủ tịch Barca vào tận phòng thay đồ hỏi tội trọng tài sau trận thua Real. Chủ tịch Laporta của Barcelona tỏ ra bức xúc với những quyết định của trọng tài trong trận El Clasico trên sân Bernabeu. Thất bại trước kình địch Real Madrid khiến đội bóng xứ Catalan mất luôn ngôi đầu bảng vào tay đối thủ. Real Madrid tiếp đón Barcelona trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Benzema, Gian Vede và Rodrigo. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Barcelona đến từ chân sút Torres. Trên khán đài, chủ tịch Barcelona Laporta không hài lòng với các quyết định của trọng tài. Ngay sau trận đấu, vị chủ tịch này đã đi thẳng vào phòng thay đồ của trọng tài và liên tục yêu cầu giải thích về một số tình huống trong trận đấu. Laporta sau đó đã được mời ra khỏi phòng và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Nguyên nhân khiến Laporta nổi điên chính là quả phạt đền ấn định chiến thắng của Real Madrid ở phút 90+1. Trọng tài chính Sanchez Martinez đã tham khảo và trước khi thổi phạt đền. Trước đó, Lewandowski cũng bị Dani Carvajal phạm lỗi tương tự nhưng không có quả phạt đền nào cho Barcelona. Thất bại trước kình địch Real Madrid khiến đội bóng xứ Catalan mất luôn ngôi đầu bảng vào tay đối thủ và hiện đang kém 3 điểm. Trong khi đó, huấn luyện viên Xavi không nhắc đến các quyết định của trọng tài mà thay vào đó chỉ ra những điểm yếu của đội nhà. Một trận đấu không tốt nhưng may mắn chúng tôi chỉ mất 3 điểm, mùa giải còn dài. Chúng tôi có cơ hội tốt để giữ vị trí đầu bảng La Liga nhưng không thành công. Cả đội không tận dụng được những cơ hội. Real Madrid phòng ngự tốt, chúng tôi thì đang không có phong độ đỉnh cao. Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất, Arsenal hơn Man City 4 điểm, MU căng. Cập nhật bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2022-2023 mới nhất sau vòng 11, Arsenal tạo ra khoảng cách 4 điểm so với Man City. Vòng 11 ngoại hạng Anh 2022-2023 đã diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Những đội bóng lớn như Arsenal, Chelsea, Tottenham dù gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này. Trong khi đó, MU gây thất vọng lớn khi bị Newcastle cầm hòa 0-0. Đại diện khác của thành Manchester là Man City cũng nhận thất bại ở chuyến làm khách trước Liverpool với tỷ số 0-1. Cập nhật bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2022-2023 mới nhất sau vòng 11, Arsenal dẫn đầu với 27 điểm, tạo ra khoảng cách 7 điểm với hai đội xếp sau là Man City và Tottenham. Trong khi đó, MU đứng thứ 5 với 16 điểm, ba vị trí cuối thuộc về Southampton, Leicester City và Nottingham Forest. Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm ngày 16 tháng 10 cho biết lực lượng vũ trang nước này tiếp tục nhắm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm ngày 16 tháng 10 nói rằng lực lượng vũ trang Moscow đã phá hủy 5 kho đạn ở khu vực Kherson, Donetsk và thành phố Zaporozhye. TASS đưa tin, các máy bay chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh đã tấn công 3 điểm chỉ huy gần các khu định cư Korovicha và Nikoforoka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, khu định cư Novosinovo ở Kharkiv trong 24 giờ qua, cũng như các vị trí của 42 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài trong 141 khu vực. Ông chỉ rõ, bên cạnh đó, ông Konashenkov cho biết lực lượng vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các cuộc không kích có độ chính xác cao để nhắm vào những cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Moscow ở Kherson trong ngày qua, nhưng quân đội Nga vẫn đứng vững. Ông đồng thời tiết lộ quân đội Ukraine đã chịu nhiều tổn thất liên quan đến sự việc này. Các đơn vị quân đội Nga đã trụ vững trong các cuộc giao tranh dữ dội, gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương, ông nói. Al Jazeera đưa tin, hãng tin này vẫn chưa thể xác minh độc lập các báo cáo này. Trong khi đó, văn phòng tổng thống Ukraine cho biết quân đội của Moscow đã pháo kích ở nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến phía đông. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 11 máy bay không người lái và đánh chặn 8 tên lửa HIMARS và Onka ở Kherson, ông Konashenkov cho biết.
Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã ngăn chặn Ukraine vượt sông Cherkass theo hướng Kratilimen, ông nói thêm. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Moscow đã phá hủy 3 lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở Kharkiv. Kể từ đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy 323 máy bay, 161 máy bay trực thăng, 2.247 máy bay không người lái, 380 hệ thống tên lửa, 5.830 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 870 rocket phóng loạt. Tina dâng nộp 148 triệu khắc phục hậu quả trước khi bị bắt. Nguồn thông tin cho hay, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ninh Thị Vân Anh tức Tina Dương đã nộp 148 triệu đồng khắc phục hậu quả. Được biết, số tiền này Tina Dương đã nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhằm khắc phục hậu quả ngay sau khi cơ quan này khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong vụ việc thuê chiếc xe ô tô rồi mang đi bán. Tina Dương khai, số tiền này có được là do buôn bán online, livestream trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Theo công an thành phố Phan Thiết, chiếc ô tô được hội đồng định giá tài sản thành phố Phan Thiết kết luận có trị giá hơn 774 triệu đồng. Do đó, vụ án được chuyển giao cho cơ quan điều tra cấp tỉnh mở rộng điều tra, xử lý. Theo đó, ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh, sinh năm 1995, quê ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội danh nói trên. Theo cơ quan điều tra, Ninh Thị Vân Anh thuê xe ô tô biển kiểm soát 51H242 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng. Thời hạn thuê đến ngày 24 tháng 4 năm 2022, nhưng sau đó không trả lại xe. Ngày 9 tháng 6, Tina Dương đã bán xe cho anh Bùi Đức Hiếu, 28 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội với giá 450 triệu đồng và đã nhận trước 390 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, Tina Dương đặt làm giả một giấy đăng ký xe giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin và hẹn cuối tháng 9 sẽ làm thủ tục sang tên chủ xe, nhưng rồi tránh mặt. Được biết, trước khi chuyển giao vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, ngày 10 tháng 10, công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định xử lý vật chứng vụ án. Cụ thể, công an thành phố Phan Thiết đã trao trả chiếc xe ô tô biển kiểm soát 51H242 cho đại diện ủy quyền của công ty Gia Đình Việt. Ngoài ra, công an đã trao trả số tiền 148 triệu đồng cho anh Bùi Đức Hiếu là nạn nhân trong vụ án. Nguồn thông tin cho hay, hiện rất nhiều cá nhân ở các tỉnh thành đã gửi đơn đến công an thành phố Phan Thiết. Công an tỉnh Bình Thuận tố cáo Tina Dương có hành vi lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Hiện cơ quan công an đang xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.